chùa lớn. Cái bằng chùa Phật Bà Quan Âm đó các bạn. Chùa nãy nó bị cháy rồi, giờ nó xây dựng lại mới, làm lớn luôn.
rẽ phải vô cái bờ kinh sông Sài Gòn các bạn. Vô sông Sài Gòn mình đi. Con này là lên Hóc Môn. Thì mình đi vô những con đường này thì cảnh nó đẹp hơn các bạn. Còn mình đi cái đường lộ hoài thì cái cảnh quan nó bình thường. Cái nhà phố thì lúc nào nó cũng giống nhau. Khi mình vô đây thì mình nhìn được cái đồng quê. Tuy rằng là Hóc Môn các bạn, nhưng mà nó thuộc địa phận Sài Gòn, nhưng mà nó rất là nhiều cái cảnh đồng quê các bạn. Những cái nhà mà ta mua đất về ta làm cái phòng, sau này ta cắt cái biệt thự ta nghỉ dưỡng. Cặp cái sông Sài Gòn các bạn mình